Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chế độ của thằng Zombie. Và hôm nay thì Zombie đang vào vai của Capella. Thì hôm nay mình phát hiện được Capella có thể đem được kỹ năng của Alok, nên mình sẽ chơi Capella. Cái này chơi tên 1 chứ không phải chơi tên 3, tên 4. Chạy đâu trời ơi. Rồi chơi nhảy chung mà hai đứa luôn mới chịu rồi nha. Rồi cái gì đây, vỡ đầu em ơi. Rồi ok, con chơi hai thằng thanh niên nó ra đi. Phải tèo tự nhiên nhảy chung với mình chi vậy? Thì con Capella này đem được kỹ năng qua lóc, cộng thêm kỹ năng hồi máu của nó thì ok, cái là phê luôn anh em. Đây, ngay cửa đúng không? Ê, trời bơm anh! Trời bơm hả em gái? Hồi nãy là em gái này nhảy chung với mình luôn nè. Đó, trời ơi, nghèo mà bon chen của em ơi. Ôi, được giảm thanh luôn nè. Đó, trời ơi, quá ngon, quá thơm. Sương sương là ba kêu anh em ơi. Đó, ba thằng nhảy chung thì ba thằng đã hy sinh. Còn thằng nãy bỏ chạy rồi thì ê nó đi. Ui, bắn ở dưới. Ở dưới có biến anh em ơi. Ở dưới có biến. Chưa, để mình thu nhặt xíu đồ ở trên này cái đã. Xuống dưới giờ nó bắn tét mồm. Ui, sao lấy cây ít mà tắm được. Đây, để tưởng nào không cho lấy được chứ. Không cho lấy thì anh không lấy nữa đâu. Đâu, anh có MB rồi nè mấy cưng ơi. Mấy cưng đang ở đâu vậy? Ui, bắn dưới kìa. Nhặt đạn cái. Đây, bông keo nữa nè. Ui, thơm. Ui, đây nữa nè anh em ơi. Ui, chảo nữa nè. Ngon rồi. Xuống đây rồi tụi nó đâu rồi ta? What the hell? Quay mình xuống đây rồi tụi nó đâu? Quay, nãy thấy bắn nhau mà. Lại chạy đi đâu rồi không biết nữa. Nó xuống rồi, nó nhảy xuống, anh em thấy không? Ây, đó. Đặt răng hả mày? Bắn cho mày gãy răng luôn. Thôi, tri tiền nó anh em ơi. Quái, nãy giờ mình đi trên này mình không thấy nó đâu luôn á. Này ghê thiệt. Chả biết nó nằm đâu, nhưng mà bây giờ mình sẽ nâng cái giáp lên cho thành giáp 3 cái đã. Mình mới vừa thấy nó nhảy chạy dưới đó rồi. Rồi mình mới bắt đầu lên trên này mình kiếm nó rồi nó đâu mất tiêu luôn. Thầy Herobrine nhập nó để cho nó biến mất luôn rồi, nó dùng sức mạnh nó biến mất khỏi game luôn rồi anh em. Nãy gõ game nè, thấy nó đâu trơm mấy cái khúc nhà này nè. Bo thu nữa kìa anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái vòng bo đầu tiên. Cái vòng bo này thì chúng ta sẽ qua cầu. Ui, có vẻ đó đàn tử thần nè, nhưng mà thôi, chơi cây XM8 vẫn thơm hơn ha. Lấy chiếc xe này mà chạy qua cầu nha anh em. Chạy qua cầu bằng xe cho nó ngầu. Đó, có gì nó bắn thì dục xe mà chạy luôn chứ chạy bộ thì chừng nào mới đến. Bây giờ mình sẽ vòng qua bên cái chỗ mà cái cầu nó bỏ đồ xuống. Sẵn lụm đồ đó luôn. Ôi, ở đó có thính nữa kìa. Ui má. Có ai đây không? Hello mother. Hello. Không có anh em ơi. Trời ơi, không có gì. Ê, đâu vậy ơi? Ê. Bên cầu bắn qua anh em ơi. Bên cầu bắn qua, bây giờ mình đang bị kẹt rồi. Giờ chơi liều luôn á. Giờ chơi bỏ chạy luôn. Bắn đi, mày bắn đi. Mày bắn tao đi. Bắn đi. Ui, bắn hụt. Ui. Nó nằm trên cái cây màu vàng kìa anh em thấy không? Mình sẽ chạy sát bên này, nó sẽ không bắn được mình nữa. Quái thanh niên leo lên. Hết chỗ leo lên rồi, leo lên đó. Ê, hư xe anh em ơi. Ôi trời, leo lên đó nữa. Hồi tao lên nhà tao ke thấy bà mày nè con. Tới cái chỗ giao tranh cực kỳ đặc biệt luôn rồi nè. Thành phố là cái nơi giao tranh nhiều nhất trong game. Ui, mình nghe tiếng súng. Mình nghe tiếng lên đạn. Bạn nào vậy? Hello. Thành phố này có ai không? Hello. Enderman ơi, mày xuất hiện, mày dịch chuyển lên, mày coi có ai không Enderman ơi. Ôi. Nó quật cây kìa. Quật chó. Ui, hai đứa. Quái. Chơi bắn xe tao mày. Trời. Hư xe bà ơi. Sẽ công cái nhà bên này luôn anh em ơi. Chứ đứng đây biết chừng nào mới xong. Cho mẹ ăn bơm nè con. Có tiếng lên súng rồi. Có tiếng lên súng. Bây giờ mình chỉ làm cho một lần cho anh em xem thôi nha. Đây nhìn nha. Chỉ làm một lần duy nhất thôi. Đó. Ui trời ơi. Ai vậy? Ai? À đây. Bé gái. Ui.
Ủa, nãy bắn mình là thằng trai mà. Ơi, nó lên kìa, nó lên kìa. What the fuck? Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em, không bắt được làm chó. Hai đứa này nó đi team up anh em ơi. Đúng là thằng mê gái, thấy gái kìa, đi team up với gái. Mình cũng chơi nhân vật nữ nè, mình có phải là gái đâu. Nó đang chi lùng gáo ghét mình dưới anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi móc xuống dưới, mình móc ngược lên. Đó, rồi xong, mất máu khá nhiều á. Đi dưới móc ngược lên, đi coi nó đâu rồi. Nó đâu. Mày đâu nhóc. Ôi, nó cũng nhảy ra ngoài luôn rồi anh em. Nó cũng chạy xuống dưới luôn rồi. Phải. Ui, đâu vậy? À, nó lên kìa. Ui, thằng khác nữa anh em ơi. Thằng khác nữa, không phải thằng đó luôn. Ôi, chết thằng kia rồi. Quái. Ba đứa luôn. Hai đứa team up. Và mình và thằng kia là hai người bắn kiểu như là ở dưới công lên thôi. Rồi. Bây giờ còn cái thằng mới vô nó giết cái thằng kia rồi. Đợi nó lên. Chắc nó chưa có biết cái sự xuất hiện của mình ở trên đây đâu ha. Hello anh. Hello anh trai. Nó đi rồi anh em ơi. Ôi nó lên. Phải nó lên. Hello anh trai. Hello anh trai. Cười ba luôn. Yeah, làm hành động để mình lấy cái gì ta? Thẻ vô cực. Lụm đồ thôi. Sướng quá đi hả? Wow, bom keo khá nhiều luôn nè. Quá cái nhà gì nhiều người vãi luôn á. Rồi, đi xuống đây, mình đi qua bên này, mình loot vài số đồ nhẹ rồi. Đây có gì không? Đấy. Thằng kia nãy nó chết tới dưới cầu thang á anh em. Đi coi. Lấy bình máu chứ hết máu rồi. Nó chết ở dưới cầu thang á, ghê thiệt. Tôi muốn hút. Đây nè. Đây, cái xác của nó đây. Quải chưa? Quải tèo chưa? Ghê thiệt. Má ơi, thằng nào nó cũng có sục màu 1887 hết trơn á. Là cái chỗ mình sợ nhất ơi, nó bắn nhau kìa. Nó. Ui. Ui sợ. Lại xảy. Tha cho nó đi. Coi như là độ cho nó một mạng này. Bây giờ mình sẽ qua cái nhà gà. Mình coi nó đâu rồi. Mình sẽ qua cái nhà gà. Ui, anh ơi. Mẹ mì. Tao đã độ mày rồi sao mày bắn tao muốn lật xe luôn vậy. Ở trên nhà này hình như có đứa nữa gì anh em ơi. Đó, nó bắn cái gì nữa đó. Quái thiệt chứ. Ôi bà thua cũng khúc này luôn. Nó đầu ơi, nó kìa. Anh trai có một cái đôi mắt đó là tinh tường. Anh trai có thể nhìn thấy xuyên tất cả. Ui nó đâu anh? Ui nó thấy được mình không anh em? Đáng nghe là cái tình huống đó nó phải nhảy vô nhà chứ. Ghê vậy. Bây giờ còn 4 đứa nữa. Mà bo thu cái nhà này cũng còn được miếng xíu bên kia. Tạm thời là mình sẽ dùng cái góc tường này để làm cái tường chắn. Rồi sau đó là bo nó thu phía sau lưng của mình nữa là rất là an toàn. Đó. Bây giờ chỉ có hack mới tìm ra được mình thôi. Ui có thằng nào sao cục đá vậy anh em ơi. Mình đớp về chứ nó không thấy mình đâu. Nó không thấy mình đâu. Băng lén. Băng lén nó. Ui. Trời ơi.